Đầu hồ là một trong những trò chơi cung đình phổ biến dưới thời nhà Nguyễn. Trò chơi này thường được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tái hiện trong chương trình Tết Hoàng cung. Thế nhưng nếu không tham quan Đại nội Huế đúng vào dịp diễn ra chương trình Tết Hoàng cung, du khách vẫn có thể trải nghiệm trọn vẹn trò chơi này bằng công nghệ VR. Sản phẩm dịch vụ VR đầu hồ vừa được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp cùng công ty cổ phần Ivycom ra mắt tại Trung tâm Trải nghiệm thực tế ảo VR Đại nội Huế. Trong tiếng Hán, đầu có nghĩa là quăng, ném, hồ có nghĩa là cái bình. Đầu hồ là trò chơi dùng tay phóng những chiếc tên dài vào miệng của một cái bình được đặt cách xa ở phía trước. Luật chơi tuy đơn giản nhưng đòi hỏi người chơi sự phối hợp khéo léo và độ chính xác rất cao. Từ trò chơi cung đình xưa, công ty cổ phần Ivycom phát triển thành sản phẩm đầu hồ VR. Để trải nghiệm, người chơi được đeo headset VR với thông số kỹ thuật mới nhất và có thể trải nghiệm đồng thời tối đa 8 người cùng một lúc như hình thức của trò chơi thực tế. Trong nỗ lực phát triển nhiều sản phẩm dịch vụ công nghệ mới phục vụ du khách, thời gian qua, Trung tâm Trải nghiệm thực tế ảo VR đi tìm Hoàng cung đã mất đem đến cho du khách tham quan Đại nội Huế những trải nghiệm thú vị sinh động về hình ảnh Hoàng cung Huế xưa bằng nội dung VR thực tế ảo. Sản phẩm đầu hồ VR cũng được kỳ vọng sẽ gia tăng trải nghiệm thú vị cho du khách khi tìm hiểu về lịch sử và văn hóa của triều Nguyễn, trong đó có những thú chơi tao nhã của chốn cung đình.